Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và hôm nay trong chương trình này thì công ty du học Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn những lý do mà tại sao ngày nay lại có nhiều bậc phụ huynh lại lựa chọn Úc là nơi cho con em mình đi du học. Và khi trước khi mà các bạn đi du học thì các bạn sinh viên cần phải chuẩn bị những kiến thức gì hay là những vấn đề gì để mà có thể sang Úc đi du học thật tốt. Theo nhiều năm kinh nghiệm của công ty du học Tân Đại Dương thì sẽ có rất nhiều lý do khiến cho các bậc phụ huynh cũng như các bạn sinh viên Việt Nam lại lựa chọn xứ sở Kangaroo này cho việc đi du học của mình trong suốt khoảng hơn 15 năm qua. Thì đây là quốc gia có nền văn hóa cũng như là giáo dục tiên tiến với các trường học có tiếng trên thế giới. Đây là nơi có bộ luật nhập cảnh và bảo vệ sinh viên quốc tế sớm nhất và hoàn chỉnh nhất và dễ hiểu nhất. Đồng thời cũng có các hệ thống dịch vụ an ninh và chăm sóc sinh viên quốc tế rất tốt tại các cơ sở ở trường học, từ Anh ngữ cho tới trung học, cao đẳng và đại học. Chương trình học tại Úc thì rất là phong phú, từ chương trình học nghề, học thuật hay là nghiên cứu. Đặc biệt thì sinh viên chỉ mất khoảng 3 năm để học chương trình đại học với chuyên ngành xã hội tại Úc và chỉ khoảng 4 năm để lấy một tấm bằng kỹ sư. Sinh viên thì sẽ được chính phủ cho phép làm thêm tối đa khoảng là 20 giờ một tuần trong các kỳ nhập học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Việc làm thêm này cũng sẽ rất là dễ tìm tại quốc gia này. Đặc biệt Úc thì chỉ cách Việt Nam khoảng 3 múi giờ nên việc thông tin liên lạc rất là thuận lợi. Khí hậu thì rất là ôn hòa, dễ thích nghi đối với người Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở đây thì khoảng hơn 200.000 người và hiện có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại đây. Do vậy thì sinh viên mới sang du học tại Úc thì sẽ ít bị lạc lõng hơn. Và công ty học Tân Đại Dương, công ty học hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường cao đẳng và đại học danh tiếng tại đất nước Úc. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể tham khảo tại website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com với chuyên mục là du học Úc. Nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn những thông tin mà các bạn sẽ cần phải chuẩn bị trước khi mà các bạn lên đường sang du học tại đất nước Úc là như thế nào. Và để hội nhập thì sinh viên Việt Nam cần phải có những sự chuẩn bị trước, như là đầu tiên đó là các bạn phải tìm hiểu thông tin về việc đi du học thật là kỹ, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục sớm và đầy đủ. Do hồ sơ du học Úc thì rất là chi tiết nên sinh viên cần phải sử dụng các dịch vụ tư vấn miễn phí có đăng ký với Tổng lãnh sự quán Úc để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục. Hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tại công ty du học Tân Đại Dương để được hỗ trợ tư vấn cũng như là cách thức làm hồ sơ như thế nào để mà hồ sơ của các bạn có thể tỷ lệ đậu visa cao nhất. Thứ hai là các bạn nên chuẩn bị tiếng Anh cũng tương đối, và phải nếu được thì các bạn nên luyện thi IELTS nếu như các bạn muốn học tại chương trình đại học. Và nên chuẩn bị cho mình một cuộc sống tự lập hoàn toàn, khởi động bằng việc rèn luyện các kỹ năng cá nhân như là nấu ăn, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là quản lý tài chính cá nhân. Sinh viên cũng nên làm quen với các món ăn kiểu Úc. Thứ tư là các bạn nên đọc, trao đổi thông tin với các cựu du học sinh của Úc trước khi đi du học, cũng như là đối với các bạn sinh viên Việt Nam tại Úc khi mới sang. Các bạn nên kết bạn với những sinh viên của Úc để hiểu rõ thêm về nền văn hóa và sẽ được sự giúp đỡ từ các bạn sinh viên này. Điều thứ năm đó là lưu ý khi mà các bạn ở chung nhà cùng với gia đình người bản xứ ở Úc hoặc là các sinh viên khác thì các bạn cần phải hòa nhập và các bạn nên nhớ là nhập gia phải tùy tục. Các bạn nên giữ phép lịch sự và tôn trọng không gian và thời gian riêng của những người xung quanh. Điều cuối cùng đó là các bạn nên tham gia các hoạt động ngoại khóa hay là văn nghệ, dã ngoại, có công tác từ thiện. Việc đi làm thêm cũng là một cách tốt để các bạn học hỏi và trân trọng sức lao động của mình, đồng thời cũng sẽ rèn luyện thêm cho các bạn các kỹ năng khi mà làm việc ở nước ngoài. Và nếu như các bạn còn thắc mắc về thông tin cũng như là thủ tục nhập học, học phí hay là hồ sơ xin visa cũng như là hồ sơ nhập học tại các trường cao đẳng đại học tại Úc như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường đại học danh tiếng tại đất nước Úc. Các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484819, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.